of the starting traders, starting from the Belo and Coach of Vietnam. Number 11, T. Kieu Tin Phuong. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cuối cùng thì những giây phút mà chúng ta đang chờ đợi trong suốt ngày hôm nay cũng đã tới. Đó sẽ là lượt trận đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 C-League 2024. Các cô gái vàng của chúng ta sẽ chạm trán với Indonesia trên đất Thái Lan ở lượt đấu đầu tiên này. Đây là những hình ảnh đang được tường thuật trực tiếp từ nhà thi đấu Koras Chachai ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Một nhà thi đấu có sức chứa 5.000 chỗ ngồi. Nhưng bầu không khí lúc này thì cũng chưa thực sự được như kỳ vọng. Có lẽ các cổ động viên sẽ tới sân đông hơn vào lượt trận tiếp theo khi đội chủ nhà Thái Lan xuất hiện. Và rõ ràng bầu không khí hiện tại thì có phần thua kém so với những gì mà chúng ta chứng kiến ở chặng 1 khi C-League diễn ra tại Vĩnh Phúc, Việt Nam. Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với danh sách mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã sử dụng trong trận gặp Indonesia ở chặng 1. Đội tuyển Việt Nam là những người mở điểm với một tình huống tấn công của phụ công Phạm Hiền. Một cú đánh bay sau bạt chắn của phụ công mang áo số 18. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Vi Thị Như Quỳnh. Đường chuyền sau đầu Kiều Trinh. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là Phạm Hiền. Hai điểm liên tiếp được ghi bởi phụ công mang áo số 18. Ngày hôm nay thì đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam với chuyền hai Lâm Oanh. Cặp chủ công là Vi Thị Như Quỳnh và Trần Tú Linh. Hai cầu thủ đánh ở vị trí phụ công gồm có Trà Giang và Phạm Hiền. Trong khi đó thì đối chuyền là Hoàng Thị Kiều Trinh. Libero được đăng ký trước trong đội hình của đội tuyển Việt Nam là Khánh Đăng. Trọng tài Chu Ninh, trọng tài người Trung Quốc đã bắt lỗi vị trí với các cô gái Indonesia và 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Như Quỳnh vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Khánh Đăng phòng thủ tốt. Ánh biên. Như vậy là cuối cùng thì Indonesia cũng đã có được điểm đầu tiên trong trận này. Và đó là tình huống ghi điểm của gương mặt quen thuộc, đối chuyền Megawati. Phạm Hiền và Kiều Trinh đã bám chắn nhưng vẫn không thể ngăn chặn được tình huống tấn công ở biên 4 của cây đối chuyền bên phía Indonesia. Pha phối hợp chưa thực sự đúng nhịp giữa Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Chắn bóng tốt. Thời cơ cho đội tuyển Việt Nam để chúng ta nâng tỷ số lên 4-1. Đó là miếng đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam với tình huống đánh lao len của Tú Linh. Cú đánh trong tư thế cũng hơi với của Tú Linh nhưng vẫn có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Phạm Thị Hiền là người hút chắn ở tình huống này. Tỷ số bây giờ là 4-1. Indonesia đang tập trung tấn công nhiều ở vị trí của Megawati. Tú Linh. Những điểm số rất dễ dàng đến với các cô gái của chúng ta.
Nỗ lực cứu bóng thành công của Tú Linh, nhưng đây sẽ là cơ hội tấn công cho Indonesia. Đường chuyền sau đầu vẫn là Megawati. Ở trận 1 Civic League năm nay thì đối chuyền sinh năm 1999 này chơi khá mờ nhạt. Trong số 4 đội tuyển tham dự trận 1 với Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam thì có thể thấy rằng Megawati đã thi đấu không đúng với sự kỳ vọng. Và so sánh với các đối chuyền ở các đội tuyển còn lại thì Megawati đã chơi mờ nhạt hơn nhiều. Bên phía Philippines họ có một Solomon thi đấu rất nổi bật. Với đội bóng của chúng ta thì là Bích Tuyền, và với Thái Lan là Pipichaya, những người chơi cùng vị trí. Bích Tuyền là người thi đấu nổi bật nhất ở vị trí đối chuyền tại trạng 1. Và do đó, cầu thủ tấn công sinh năm 2000 của đội tuyển Việt Nam đã được bầu chọn là đối chuyền xuất sắc nhất của trạng 1 Civic League năm nay. Một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Bích Tuyền đã thể hiện. Bích Tuyền cũng là best score ở trận đấu đầu tiên của Civic League mùa này. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã không thắng được Thái Lan trong lượt trận cuối cùng để giành ngôi vô địch, nên Bích Tuyền đã tuột mất danh hiệu MVP của giải đấu. Ngày hôm nay thì Bích Tuyền xuất phát từ băng ghế dự bị, và người chơi vị trí đối chuyền trong đội hình của đội tuyển Việt Nam là Kiều Trinh. Tới với Thái Lan lần này chúng ta còn một vận động viên nữa đánh ở vị trí đối chuyền, đó là Cha My. Đối chuyền sinh năm 2004. Cha My là người chơi thay cho vị trí của Thanh Thúy. Cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền sau đầu, Trà Giang. Cú đập bóng khá tốt nhưng chưa có điểm. Và nhảy chuyền dành cho Như Quỳnh. Hàng sau của Tú Linh. Tú Linh đang ghi được rất nhiều điểm trong trận này, với những miếng đánh ở biên 4, hàng sau và cả những tình huống phối hợp đánh chiến thuật. Tấn công dù không phải là thứ vũ khí lợi hại nhất của Tú Linh, nhưng mỗi lúc cần công thì Tú Linh cũng hoàn toàn có đủ khả năng để ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. 8-3 cho đội bóng của chúng ta, và chúng ta đến với lượt technical timeout lần đầu trong trận đấu này. 4 set đầu mỗi trận đấu sẽ có 2 lượt technical timeout ở mỗi set, diễn ra vào điểm thứ 8 và điểm thứ 16. Trong trận gặp Indonesia tại trạng 1 thì đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gồm có đội trưởng Thanh Thúy, cặp phụ công là Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Đối chuyền Bích Tuyền cùng Lâm Oanh và Tú Linh. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã sử dụng nhiều hơn những cầu thủ không có nhiều thời gian thi đấu ở trạng 1 như Phạm Thị Hiền, như Trà Giang hay cả Vi Thị Như Quỳnh. Thực tế thì Vi Thị Như Quỳnh đã chơi rất nổi bật ở lượt trận cuối cùng khi đội tuyển Việt Nam chạm trán với Thái Lan. Nhưng chủ công người Nghệ An cũng thường vào sân từ băng ghế dự bị, và ở những trận đấu trước đó thì cũng không có quá nhiều thời gian trên sân. Điểm block dành cho Indonesia. Tình huống chắn bóng tốt vừa rồi là của Winda. Winda là đội trưởng bên phía Indonesia. Đã có thời gian cô tuyên bố giải nghệ, nhưng năm nay thì Winda đã trở lại, tiếp tục góp sức cho đội bóng xứ bạn đảo. Đường chuyền sau đầu, lại là pha tấn công ghi điểm của Winda. Tình huống đánh một chân sau đầu của phụ công áo số 17. Winda là phụ công sinh năm 1995, với chiều cao 1m78. Điểm số liên tiếp tới với Indonesia sau lượt technical timeout vừa rồi. Lại thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của phụ công Winda để ngăn chặn tình huống tấn công của Vi Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh
Cuối cùng thì cô em út ở chặng 1 của đội tuyển Việt Nam cũng đã cắt được cầu ghi điểm của đối thủ. Như Quỳnh sinh năm 2002 và tới với chặng 2 này thì người em út là Trà My, mũi công sinh năm 2004. Còn Trà Giang thì là vận động viên lớn tuổi nhất trong đội hình của chúng ta. Đường chuyền cho Phạm Thị Hiền. Những cú đánh một chân sau đầu của Phạm Hiền có lực tay khá tốt. Phạm Hiền là mẫu phụ công không có lợi thế về chiều cao nhưng rất nhanh nhẹn, chịu khó bám chắn và khi cần tấn công thì cũng hoàn toàn có đủ khả năng để ghi điểm. Tình huống bóng ngoài nhưng bóng đã chạm tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Trọng tài 1 của trận đấu này là bà Rosario, trọng tài người Philippines. Trọng tài thứ hai là ông Juning, trọng tài người Trung Quốc. Tổ trọng tài cũng đã tham gia điều hành các trận đấu ở Vĩnh Phúc, Việt Nam trong tuần vừa qua. Tình huống phát bóng của Wida. Như Quỳnh. Pha tấn công tốt của Vi Thị Như Quỳnh. Theo chia sẻ của những vận động viên Việt Nam khi đối đầu với Như Quỳnh thì cô gái này có những cú đánh rất khó chắn vì nhịp của Như Quỳnh cũng rất khó để có thể bắt bài. Thêm vào đó Như Quỳnh lại có lực tay rất tốt. Mỗi khi bóng chạm chắn thì thường văng đi rất xa. Lỗi bước 1 của Indonesia, điểm A dành cho chúng ta. Người mắc lỗi bước 1 trong tình huống vừa rồi đó là chủ công Nulaili, một trong hai sự bổ sung của Indonesia cho chặng 2. Và cái tên còn lại là chuyền 2 Tisia, chuyền 2 sinh năm 2000. Indonesia quyết định sử dụng lượt hội ý đầu tiên trong trận này. Bên cạnh hai lượt hội ý kỹ thuật Technical Timeout vào các điểm 8 và 16 như chúng tôi đã nói thì mỗi đội bóng sẽ có được hai lượt gọi hội ý Timeout trong mỗi set. Năm nay thì Indonesia có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Người đang dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia là ông Chamnan Dokmai, huấn luyện viên người Thái Lan. Mùa giải trước thì ông là trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cho huấn luyện viên Danai. Năm nay thì đội tuyển Thái Lan cũng có những sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Và từ đó ông Chamnan Dokmai đã chuyển sang nắm giữ cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Vi Thị Như Quỳnh. Pha tấn công tốt đưa bóng về góc sân. Đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống phòng thủ tốt của Như Quỳnh. Đó là pha xử lý ghi điểm của Phạm Thị Hiền. Các cô gái của chúng ta đang chơi với trạng thái tâm lý rất tốt. Dù đây là một pha phối hợp cũng chưa thực sự đúng nhịp giữa Lâm Oanh và Phạm Hiền. Nhưng Phạm Hiền đã có một pha xử lý tốt để giúp cho đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 14-8. Ngay sau đó là câu trả lời của Indonesia. Một tình huống đập bóng cắm sàn, boom spy với pha ghi điểm vừa rồi của Nulaili, chủ công sinh năm 2003 với chiều cao 1m68. Đó là tình huống kết thúc của Kiều Trinh. Pha chạy bài đánh chiến thuật rất hay của đội tuyển Việt Nam. Với miếng đánh phối hợp giữa phụ công và đối chuyền, một miếng đánh chồng ở trước mặt. Indonesia lại giành lại quyền phát bóng sau tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Megawati.
cú đánh trên chắn của đối chuyền bên phía Indonesia. Lượt technical timeout lần cuối trong set 1 và lợi thế dẫn điểm vẫn đang thuộc về đội tuyển Việt Nam. Tỷ số đang là 16-10. Trong trận đấu tại chặng 1 CV League năm nay thì đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0. Trong đó tỷ số các set lần lượt là 25-19, 25-17 và 25-19. Quemut Chami đã được sử dụng từ băng ghế dự bị. Và người rời sân là Kiều Trinh. Cùng với đó thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thay đổi vị trí truyền hai. Lâm Oanh không biết là đã rời sân chưa, nhưng Kim Thoa đã có mặt ở trên sân. Như vậy là Lâm Oanh cũng đã được rút ra. Truyền hai của VTV Bình Điền Long An cùng với đối truyền trẻ của đội bóng này đã được tung vào sân. Đương nhiên Kim Thoa thì sẽ hiểu rõ Trà My hơn so với Lâm Oanh. Pha phát bóng tấn công của Indonesia. Cú đánh của Trà My ở biên 4. Trà My là một vận động viên trẻ tiềm năng và hy vọng rằng Trà My sẽ còn tiếp tục tiến xa. Năm nay thì đối chuyền này mới 20 tuổi. Trà My đang đánh tốt ở hai biên nhưng vẫn cần cải thiện khả năng tấn công hàng sau của mình để trở nên lợi hại hơn nữa. Tấn công hàng sau, đó là cú đập của Tú Linh. Bỏ nhọ, cơ hội ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Vi Thị Như Quỳnh, một đường bóng bền. Chúng ta chắn bóng tốt để ngăn chặn thành công pha tấn công từ vị trí số 1 của Megawati. Master Block dành cho đội tuyển Việt Nam. Indonesia quyết định sử dụng nốt lượt timeout của mình. Trong đội hình của Indonesia họ còn một mũi công lợi hại, đó chính là vận động viên mang áo số 12 đứng ở phía sau. Một vận động viên trẻ cũng rất triển vọng của bóng chuyền nữ xứ Vạn Đảo. Đó là Santi, vận động viên sinh ngày 12 tháng 8 năm 2007. Phải sang tuần tới thì Santi mới bước sang tuổi 17. Đường chuyền sau đầu cho Wida. Trà My, Megawati. Một lần nữa thì Megawati lại không thắng được hai tay chắn của đội tuyển Việt Nam với tình huống chắn đôi của chị Đại Trà Giang và chủ công Vi Thị Như Quỳnh. Ở trận 1 CV League thì Trà Giang đã bất ngờ được bình chọn là một trong hai phụ công xuất sắc nhất. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì một cái tên nữa cũng vô cùng xứng đáng với danh hiệu cá nhân này, đó là phụ công Nguyễn Thị Trinh, người đã chơi cực hay xuyên suốt cả 3 trận đấu và ghi được rất nhiều điểm cho đội tuyển Việt Nam.
Santi. Ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị thì chủ công trẻ của Indonesia đã lên tiếng. Santi sinh năm 2007 với chiều cao 1m74, nhưng khả năng bật đà lên tới hơn 3m. Một trong những vận động viên có sức bật tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Indonesia lúc này. Và tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam. Thế trận đang diễn ra rất dễ dàng dành cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Cầu phát bóng của Trà Giang. Lại là tình huống tấn công của Santi. Sức bật của Santi là rất ấn tượng. Chúng ta cùng xem lại tình huống bật nhảy này của chủ công mang áo số 12. Cú đánh bạt chắn giúp cho Indonesia có thêm một điểm nữa. Đó là pha phối hợp đánh nhanh thu của đội tuyển Việt Nam với tình huống kết thúc của Vi Thị Như Quỳnh. Một mình Santi không thể ngăn chặn được Như Quỳnh với tình huống tấn công vừa rồi. Trà My phát bóng. Santi chắn bóng tốt. Bóng vẫn trong sân. Điểm cho đội tuyển Việt Nam. Master block dành cho đội bóng của chúng ta. Hàng chắn của Việt Nam đang chơi rất hay trong trận này. Khả năng phòng thủ trên lưới của đội tuyển Việt Nam đã ngăn chặn những mũi công tốt nhất bên phía Indonesia, đó là Santi và cả Megawati nữa. Indonesia thực sự đang bất lực trước một đội hình mạnh hơn, đồng đều hơn. Có vẻ như Trà My sẽ rời sân. Tiếp tục là chiến thuật thay đổi một cặp vận động viên của ban huấn luyện. Kiều Trinh và Lâm Oanh trở lại, thay thế cho vị trí của Kim Thoa và Trà My. Bên phía Indonesia, Megawati cùng truyền hai Tishia cũng vào sân. Người chuẩn bị thực hiện cú phát bóng là Tishia, chuyền hai sinh năm 2000. Đường chuyền sau đầu. Một pha phối hợp đánh chiến thuật chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Phạm Thị Hiền. Pha xử lý lỗi của các cô gái Indonesia. Chúng ta đang đến rất gần với chiến thắng trong set 1. Liên tiếp là những tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Hiền. Sau đó thì Indonesia mắc lỗi. Chắn bóng tốt. Với sự xuất hiện của Phạm Hiền ở cầu trên, chúng ta thấy khả năng chắn bóng của đội tuyển Việt Nam là rất ấn tượng. Phạm Hiền giáp chắn rất nhanh. Thường cùng với Lâm Oanh, Vi Thị Như Quỳnh hoặc Kiều Trinh bám sát cả biên 4 cũng như là vị trí số 2 để ngăn chặn những tình huống tấn công của các mũi công bên phía Indonesia. Rất nhiều set point cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội để chúng ta tấn công và kết thúc set đấu này. Những đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Bằng một cách nào đó thì Tú Linh và Phạm Hiền vẫn cứu được bóng. Tú Linh. Cơ hội hàng sau. Pha xử lý của Vi Thị Như Quỳnh và bóng đã chạm mặt sàn. Cách biệt lên tới 10 điểm cho set đấu thứ nhất. Chiến thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam với tỷ số 25-15. Một khoảng cách lớn được tạo ra giữa một đội hình xuất phát được coi là đội hình 2 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. 25-15 và chúng ta đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0.
Một set đấu mà Lâm Oanh và các đồng đội đã thể hiện được sự vượt trội của mình trước Indonesia đang có nhiều bất ổn. Set 1 chúng ta giành được tới 14 điểm block. Một chỉ số rất ấn tượng về khả năng chắn bóng ghi điểm của đội tuyển Việt Nam. Ở set đấu thứ hai này thì Indonesia thi đấu bên phần sân bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Họ là những người có điểm trước. Đường chuyền cho Như Quỳnh. Tiếp tục là Như Quỳnh. Indonesia cũng có những tình huống tấn công liên tiếp ở biên 4. Hàng sau của Tú Linh. Khiếu nại đã được đưa ra khi ban huấn luyện Indonesia cho rằng chúng ta đã mắc lỗi lưới. Trong mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có được 2 lượt khiếu nại sai. Còn nếu cứ khiếu nại đúng thì có thể khiếu nại bao nhiêu lượt cũng được. Như vậy là đó là khiếu nại chính xác của đội tuyển Indonesia, mặc dù chúng ta không được theo dõi những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge. Thêm một điểm được ghi dành cho đội bóng xứ Vạn Đảo. Và Indonesia vẫn còn nguyên 2 quyền khiếu nại sai trong set 2 này. Và tấn công dọc biên tốt của Vi Thị Như Quỳnh. Điểm đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong set đấu thứ hai. Những hình ảnh ở chặng 2 của Civilic năm nay đang được cung cấp bởi đơn vị truyền hình tại Thái Lan. Trong khi đó thì toàn bộ những hình ảnh trong chặng 1 của Civilic 2024 và cả chặng 1 năm 2023 đều được sản xuất trực tiếp và cung cấp bởi truyền hình cáp Việt Nam, tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam VTV Cáp. Và phát bóng tấn công của Như Quỳnh. Thêm một điểm nữa được ghi cho Indonesia. Tú Linh. Đường chuyền cho Megawati. Thêm một pha phơm chắn đôi hay của đội tuyển Việt Nam với sự góp mặt của Phạm Thị Hiền và Trần Tú Linh. Set 1 là set đấu của những điểm block. Đội tuyển Việt Nam có 14 tình huống block ăn điểm, còn Indonesia con số này là 11. Chúng ta có 6 điểm A, giành được 3 điểm từ lỗi của đối thủ và chỉ có 2 tình huống tấn công ghi điểm. Những chỉ số đó cũng nói lên nhiều điều với một đội hình đang không có Bích Tuyền ở trên sân. Đội hình này không phải là đội hình thiên về tấn công của đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền cho Trà Giang. Indonesia phòng thủ tốt. Tú Linh. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Như Quỳnh. Đây là Nguyễn Thị Trinh, Bích Tuyền, Nguyệt Anh. Như vậy là Phạm Hiền đã được thay ra. Người vào sân sẽ là Libero Khánh Đang hoặc Lê Thị Yến. Và bắt bước 1 của Khánh Đang. Cú đánh bạt chắn từ sau vạch 3m của Vi Thị Như Quỳnh. Trong đội hình này của đội tuyển Việt Nam thì người đang có phong độ tốt và tấn công tốt nhất là chủ công người Nghệ An Vi Thị Như Quỳnh. Người chủ công còn lại trong đội xuất phát của đội tuyển Việt Nam đó là Tú Linh. Thì khả năng nổi trội chính là những tình huống phòng thủ và xử lý bước 1. Tú Linh là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt để giúp cho đội bóng của chúng ta trở nên cân bằng hơn. Với một Tú Linh và một Khánh Đang ở hàng sau thì những cầu tấn công như Bích Tuyền
hay như Thanh Thúy sẽ an tâm hơn để có thể ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận 2 CV League thì đội trưởng Thanh Thúy không tham dự. Thanh Thúy chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ để hội quân cùng với đội bóng mới của mình. Lẽ ra Thanh Thúy đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ từ thời điểm đầu tháng 8 và không thể tham dự chặng 1. Nhưng đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp trục trặc về vấn đề giấy tờ, nên Thanh Thúy đã sang Thổ Nhĩ Kỳ muộn hơn so với dự kiến. Trọng tài xác định bóng trong sân. Indonesia đang liên tục dẫn điểm trước chúng ta trong set 2 này. Đó là tình huống tấn công từ hàng sau của chủ công mang áo số 9, Asela, chủ công sinh năm 1997 với chiều cao 1m78. Tú Linh. Indonesia tiếp tục có điểm. Và lượt technical timeout lần đầu tiên của set đấu này đã tới. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang tỏ ra không hài lòng với những diễn biến ở đầu set 2. Đội tuyển Việt Nam đang chơi khá chệch choạc sau một set thắng dễ trước Indonesia. Trông nó xỉu lắm, hò hét nó lên, đánh máu lửa lên chứ. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đang yêu cầu các học trò phải thi đấu với một tinh thần và sự quyết tâm cao hơn. Chúng ta đang có dấu hiệu trùng xuống trong set 2 này sau khi thắng dễ trước đối thủ. Đường chuyền của Kiều Trinh cho Tú Linh. Megawati có một pha tấn công tốt ở vị trí số 1. Bóng đã chạm tay chắn của cặp đôi Trà Giang và Tú Linh, nhưng lại rơi bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang liên tục lỗi bước một. Đội tấn công cho Indonesia, chắn bóng tốt. Tiếp tục có điểm dành cho đội bóng áo đỏ. Đó là pha ghi điểm của Nur Laili. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định gọi hội ý. Chúng ta có sự thay đổi ở vị trí của đối chuyền và chuyền 2. Giờ thì Bích Tuyền sẽ chào sân ở Nakhon Ratchasima. Mũi công ghi được tới 41 điểm trong trận đấu gặp một đối thủ mạnh như Thái Lan. Giờ đã vào sân để giúp cho hàng công của đội tuyển Việt Nam cải thiện sức mạnh. Kim Thoa cứu bóng không thành công. Điểm thứ 11 dành cho Indonesia. Chúng ta vẫn đang mắc nhiều lỗi bước một trong trận này. Bích Tuyền ngay lập tức ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam với một cú đập cắm sàn.
Nguyễn Thị Bích Tuyền là đối truyền sinh năm 2000, quê Vĩnh Long. Vận động viên có chiều cao 1m88 với sức bật đà 3m10 và bật chắn 3m. Bích Tuyền là vận động viên có sức bật tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Điểm block dành cho đội bóng của chúng ta. Master block với tình huống chắn đôi vừa rồi của Trà Giang và Bích Tuyền. Mùa giải năm nay thì Bích Tuyền đang đạt phong độ rất cao. Sau khi chính thức phục vụ đội tuyển quốc gia thì Bích Tuyền đã có rất nhiều sự đóng góp trong hành trình năm nay. Với chiếc vô địch tại AVC Cup, tấm huy chương đồng ở FIVB Challenger Cup, cũng như là vị trí Á quân ở chặng 1 CV League vừa qua. Bích Tuyền lại thêm một pha kết thúc cắm sàn nữa của Bích Tuyền, nhưng đáng tiếc là tình huống này bóng tiếp xúc ở phía ngoài sân. Một pha bóng khá nhạy cảm. Đội tuyển Việt Nam đưa ra khiếu nại. Có cảm giác vẫn có một lát cắt nhỏ của trái bóng dính vạch. Đúng là như vậy. Chúng ta khiếu nại thành công và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Một cú đánh y chất lượng của Bích Tuyền. Bây giờ là cầu phát bóng của Trà Giang. Cú đập rất mạnh từ sau vạch 3m của Megawati. Năm ngoái Megawati không tham dự CV League vì bận thi đấu cho câu lạc bộ Hàn Quốc. Năm nay cô đã trở lại trong đội hình của đội tuyển quốc gia Indonesia. Nhưng thành tích của đội bóng xứ Vạn Đảo đang không được như kỳ vọng. Họ đã đứng sau Philippines, đội bóng trước đó bị đánh giá thấp nhất trong số 4 đội tham dự CV League. Indonesia đưa ra khiếu nại của mình khi nghĩ rằng bóng đã chạm chắn. Cho tới giờ thì những tình huống khiếu nại của hai đội bóng đều đang là những lượt khiếu nại thành công. Và lần này thì Indonesia cũng đã đưa ra quyết định khiếu nại chính xác. Bóng đã sượt qua tay chắn có lẽ là của Như Quỳnh. 14-7. Indonesia đang có điểm số gấp đôi so với đội tuyển Việt Nam trong set 2 này. Như Quỳnh đập bóng, xin lỗi quý vị, Bích Tuyền đập bóng rất mạnh. Và đội tuyển Việt Nam có điểm thứ 8. Một pha tấn công lọt chắn của Bích Tuyền. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của đối chuyền người Vĩnh Long. Cũng là một pha tấn công tốt của Indonesia. Pha di chuyển, chiến thuật và kết thúc vừa rồi là của chủ công Nulaili. Pha phát bóng tấn công rút lưới. Sau khi vừa ghi điểm cho Indonesia thì Nulaili lại mắc lỗi. Tỷ số bây giờ là 9-15. Đó là pha tấn công của Megawati. Phạm Thị Hiền. Trọng tài xác định điểm cho Indonesia. Đó là lỗi dính bóng của Phạm Hiền. Với lỗi dính bóng và hai chạm thì chúng ta không thể khiếu nại với các trọng tài. Đối thủ đã có một pha bám chắn tốt. Và Phạm Hiền đã rất nỗ lực để cứu được bóng khó này nhưng không thành công.
Lượt technical timeout thứ hai trong set 2 đã tới và Indonesia đang dẫn trước chúng ta với cách biệt 7 điểm. Hai đứa chuẩn bị, một đứa hàng sau số 3, một đứa hàng sau đây, quả bóng để thẳng ném vào màn lưới luôn. Và Phượng đánh một chân sau đầu của Indonesia. Bóng chạm tay của Tú Linh và đi ra ngoài. Đó là cú đánh bay sau của phụ công Winda. Tú Linh. Và bỏ nhỏ rất tinh tế của Tú Linh. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang chơi với cặp chủ công là Tú Linh và Vi Thị Như Quỳnh. Người đánh đối chuyền là Bích Tuyền. Cặp phụ công là Phạm Thị Hiền và Trà Giang. Còn Kim Thoa là người đang chơi vị trí chuyền 2. Đội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Hàng sau Vi Thị Như Quỳnh. Cú đập bóng rất mạnh của chủ công người Nghệ An. 11-17. Chúng ta cần tiếp tục thi đấu với tinh thần như thế này. Bởi cách biệt giữa hai đội đang là một khoảng cách tương đối lớn. Đội tuyển Việt Nam cũng cần tiết kiệm sức lực. Bởi hành trình phía trước của chúng ta sẽ là những thử thách lớn hơn. Một Philippines đang tiến bộ và một Thái Lan đã thống trị lâu năm ở khu vực Đông Nam Á. Toàn bộ những diễn biến của trận 2 CV League với nội dung dành cho nữ cũng như những diễn biến của hai trận đấu dành cho các đội tuyển nam, quý vị đều có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Uống phát bóng lỗi của Phạm Thị Hiền. Sau cầu phát bóng hỏng này thì Phạm Hiền sẽ rời sân để nhường chỗ cho Libero. Người vào sân là Lê Thị Yến. Pha phát bóng tấn công rất hay của Megawati. Cú đánh đưa bóng ra ngoài sân vừa rồi là của Acela. Tình huống tấn công trong tư thế hơi ngửa người của chủ công mặc áo số 9. Trong ít phút gần đây chúng ta đang xử lý chệch choạc trong những pha bắt bước 1. Và điều đó tạo điều kiện để Indonesia tấn công và ghi điểm. Trọng tài xác định bóng đã chạm trán. Tiếp tục là điểm cho Indonesia. Tuyển Việt Nam bị bắt lỗi trong pha xử lý vừa rồi. Đường chuyền cho Bích Tuyền. Một pha tấn công với cú đập bóng cắm sàn. Boom spy.
pha tấn công không thể ngăn cản của Bích Tuyền. Chủ công Nguyệt Anh đã được sử dụng từ băng ghế dự bị. Nguyệt Anh ở chặng 1 đã bị chấn thương cổ chân. Trong khi đó thì đội trưởng Thanh Thúy gặp chấn thương gối từ cúp Bình Điền. Chúng ta đã cứu được bóng. Cú đánh hai chuyền rất hay. Và pha xử lý vừa rồi là của Tisia. Toàn bộ hệ thống phòng thủ của đội tuyển Việt Nam đã bị động trước cú đánh hai chuyền này của chuyền hai mang áo số 19. Bích Tuyền. Indonesia phòng thủ tốt. Cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Bích Tuyền. Tỷ số bây giờ là 14-21. Ở trận 2 CV League, Bích Tuyền là người được trao tấm bằng đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi Thanh Thúy không góp mặt. Xử lý đưa bóng ra ngoài sân của Bích Tuyền. 22-14. Bóng dội ngược trở lại phần sân của đội tuyển Việt Nam sau tình huống chạm bóng tốt của Indonesia. Họ sắp sửa làm được điều mà họ không thực hiện được ở Vĩnh Phúc cách đây một tuần. Đó là kiếm được một xét thắng trước đội tuyển Việt Nam. Người có được điểm block trong pha bóng vừa rồi là phụ công mang áo số 2, Mara Danti. Dường như huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang không hài lòng với những tình huống phân phối bóng của đội tuyển Việt Nam. Và xử lý an toàn của Như Quỳnh. Đây là cơ hội tấn công cho Indonesia. Được chuyền sau đầu. Và kết thúc với cú đánh chéo ngắt của Megawati. Indonesia dẫn 24-14. Một tỷ số mà có lẽ là các cổ động viên Việt Nam không hình dung ra được trước khi trận đấu này diễn ra. Có 10 set point cho Indonesia. Bích Tuyền. Chúng ta cứu được một set point sau cú đập cắm sàn của Bích Tuyền. 15-24. Megawati vừa khép lại set đấu vừa rồi. Tỷ số giống hệt như những gì mà chúng ta đã có ở set 1. Cũng là một cách biệt lên tới 10 điểm, 25-15. Hai đội hòa nhau một đều sau hai set đấu. Đội tuyển Việt Nam cần phải chấn chỉnh lại ngay lập tức tinh thần thi đấu ở thời điểm này. Nếu không muốn đối mặt với một trận đấu kéo dài. Và set 2 là set đấu đội tuyển Việt Nam mắc rất nhiều lỗi bước 1, trong khi chúng ta không còn chắn bóng tốt như set 1 nữa. Những thống kê chuyên môn chỉ ra rằng chúng ta chơi khá tệ trong set 2.
chỉ có được 10 điểm tấn công so với 17 của đối thủ. Hai đội cùng có 2 điểm block và không có được cú ace nào, trong khi chúng ta mắc 6 lỗi dẫn tới những tình huống mất điểm thì với Indonesia là 3 lỗi. Ở set 2 này thì đội tuyển Việt Nam là đội bóng thi đấu bên phần sân B. Và tấn công bóng trong sân của Vi Thị Như Quỳnh. Một cú đập từ sau vạch 3m, điểm rơi trái bóng ở cuối sân. Như Quỳnh vừa mắc lỗi phát bóng. Tỷ số bây giờ là 1-2. Cú đập bóng rất mạnh của Bích Tuyền sau một pha phối hợp đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Miếng đánh bay sau chồng sau của đội bóng áo trắng. Trà Giang là người di chuyển hút chắn và đối chuyền Bích Tuyền là người kết thúc. Indonesia cũng vừa thực hiện một miếng đánh tương tự và người ghi điểm là Megawati. Hai đội đều đang mắc những lỗi phát bóng. Tỷ số bây giờ là 4-2 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Sau hai chặng ở nội dung của nữ, chúng ta sẽ đến với những diễn biến ở nội dung của nam, với hai chặng đấu diễn ra tại Philippines và Indonesia. Trước đó thì tại Campuchia, thời điểm cuối tháng này sẽ diễn ra những loạt trận của giải đấu được coi là cấp thấp hơn so với CV League. Đó là CV League Challenge, nơi các đội bóng sẽ chiến đấu cho tấm vé thăng hạng lên chơi tại CV League năm sau. Trọng tài xác định chúng ta mắc lỗi dẫm vạch và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã đưa ra khiếu nại. Kể từ đầu trận đấu cho tới giờ thì tất cả những tình huống khiếu nại của hai đội đều là những lượt challenge thành công. Rồi thì đội tuyển Việt Nam đã có một lượt khiếu nại không thành công. Một cầu thủ của chúng ta đã đưa mũi chân qua center line, vạch giữa sân. Với bóng chuyền hiện đại thì nhiều khi các trọng tài cũng không bắt lỗi kể trên, bởi những tình huống chân sang vạch giữa sân cũng không ảnh hưởng gì tới đội bóng bên kia lưới. Điểm dành cho Indonesia. Bóng chạm chắn. Trên sân chúng ta đã thấy sự xuất hiện của phụ công Nguyễn Thị Trinh, một trong hai vận động viên ghi được nhiều điểm nhất. Chính xác là một trong ba vận động viên ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại chặng 1. Trinh Nguyễn trong trận đấu được coi là lượt đi đó đã ghi được 8 điểm. Phụ công Lê Thanh Thúy có 10 điểm, còn Bích Tuyền ghi 14 điểm. Đây là Bích Tuyền. Một pha kết thúc rất chuẩn xác của Bích Tuyền giúp cho đội tuyển Việt Nam dẫn trước với tỷ số 6-4. Hãy
Indonesia đang chơi hay hơn trong hai set đấu gần đây. Chúng ta cần phải siết lại đội hình và lấy lại tinh thần để tránh việc bị đối thủ tạo ra cách biệt lớn. Tỷ số đã được cân bằng 6-6. Lỗi bước 1 của đội tuyển Việt Nam, tỷ số được nâng lên 7-6. Đó là một điểm ace dành cho Wida. Pha phát bóng bay với một quỹ đạo rất khó chịu của đội trưởng bên phía Indonesia. Bảy đều. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Lỗi phát bóng của Lâm Oanh. Chúng ta đang mắc khá nhiều lỗi trong hai set gần đây. Và hai đội bước vào lượt technical timeout lần đầu trong set đấu thứ 3. Đội tấn công cho Indonesia. Một cú đập mạnh của Megawati nhưng chúng ta vẫn cứu được bóng. Bích Tuyển. Tiếp tục là Megawati. Một pha tấn công liên tiếp của các đối chuyền. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Trọng tài xác định đó là một đường bóng ngoài. Và Indonesia đưa ra khiếu nại khi cho rằng bóng đã chạm tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Bóng không chạm tay chắn. Tình huống chắn đôi của Trà Giang và Vi Thị Như Quỳnh, bóng đã lọt chắn. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Và Indonesia mất đi một lượt khiếu nại sai trong trận đấu này. Tỷ số đang là 8-8. Như Quỳnh phát bóng tấn công. Tình huống chắn bóng tốt và điểm block dành cho Tú Linh. Bóng đã chạm chắn rồi. Pha ghi điểm vừa rồi là của Megawati. Đối chuyền mang áo số 8 đang là người ghi được nhiều điểm nhất cho Indonesia ở thời điểm này. Một pha đập bóng cắm sạc nữa của Bích Tuyền. Tấn công, những tình huống tấn công của Bích Tuyền thực sự là quá khó để cho các hàng thủ có thể cứu được bóng. Những cú đập bóng ngắn cắm sàn vào đúng khoảng trống bên phần sân của đối phương.
Lỗi bước 1 của Indonesia. Tiếp tục có điểm cho đội tuyển Việt Nam. 11-9. Bây giờ là cầu phát bóng của chị Đại Trà Giang. Trà Giang sinh năm 1992, là thành viên lớn tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam lúc này. Tú Linh. Bóng lại chạm tay trắng rồi. Một vài điểm cho Indonesia, 10-11. Những tình huống xử lý bước 1 tốt, luôn mở ra cơ hội tấn công ăn điểm cho đội tuyển Việt Nam. Bước 1 rất êm của Tú Linh. Và Lâm Oanh đã phân phối bóng rất đẹp cho Bích Tuyền. 12-10. Ngay sau đó thì Indonesia cũng đưa ra câu trả lời với cú đánh chéo cắt của Asela. Đó là pha kết thúc ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Trinh. Nếu chúng tôi không nhầm thì Trinh Nguyễn vừa mới cắt tóc. Cô sang Thái Lan với một mái tóc có vẻ có nhiều điểm khác biệt so với lúc ở Vĩnh Phúc. Pha tấn công như một đối chuyền của Lâm Oanh. Cú đánh với lực không phải là quá mạnh, nhưng đủ để tạo ra bất ngờ cho hàng thủ của Indonesia. Hàng sau. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam, Bích Tuyền. Bích Tuyền dường như đã đánh bóng rút lưới. Bích Tuyền cứu được bóng, nhưng chúng ta bị bắt lỗi lưới. Cách biệt giữa hai đội chỉ còn là một điểm, 13-14. Đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn hơn trước Indonesia trong hai set đấu gần đây, sau khi đã thắng dễ ở set 1. Trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia đã chia sẻ rằng phụ công Nguyễn Thị Trinh là người thi đấu với phong độ ổn định nhất xuyên suốt hai mùa giải gần đây. Một pha phối hợp không ăn ý giữa Tú Linh và Bích Tuyền. Bích Tuyền tưởng rằng phía sau lưng mình vẫn còn một người đồng đội nữa. Phòng thủ đương nhiên không phải là điểm mạnh của Bích Tuyền. Indonesia phát bóng ra ngoài sân. 15-14. Tình huống phòng thủ thành công của Tú Linh. Như Quỳnh. Bóng chạm tay chắn của Lâm Oanh và đi ra ngoài. 15-15. Giải năm ngoái chúng ta chơi với phong độ rất cao, đầu năm nay cũng vậy, nhưng nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam đang không có được thể trạng tốt, và cũng có nhiều vị trí
đang không đạt được điểm rơi phong độ ở thời điểm này. Và kết thúc của Trà Giang chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng tiếp tục sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội bóng áo trắng. Như Quỳnh, cú đập bóng bạt chắn ghi điểm của Như Quỳnh. 17-15. Thưa quý vị, như vậy là tỷ số đang là 16-15 và chúng ta bước vào lượt technical timeout lần thứ hai với lợi thế một điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Sau thất bại 0-3 ở trận đấu tại trạng 1 thì đương nhiên Indonesia cũng sẽ nghiên cứu kỹ hơn lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tình huống đập bóng đưa bóng ra ngoài sân của Megawati. Dù phong độ của đội tuyển Việt Nam đang không tốt trong hai set gần đây, nhưng đương nhiên là những cổ động viên của đội tuyển Việt Nam vẫn có niềm tin chúng ta sẽ giành thắng lợi trong trận đấu này. Bởi công bằng mà nói thì trình độ của đội tuyển Việt Nam cao hơn so với Indonesia. Trước CV League năm nay thì những cuộc chạm trán giữa hai đội chiến thắng đều thuộc về phía đội bóng của chúng ta. Nhưng cũng có những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam phải chơi rất vất vả trước Indonesia bằng những thắng lợi sau 5 set. Indonesia đã đưa chủ công Ratri vào sân. Đổi vào điểm cho Indonesia. Nỗ lực cứu bóng của Khánh Đang, bóng đã rơi ngoài sân. Khánh Đang ở CV League năm nay cũng đang không có được phong độ tốt như thường lệ. Trước đó trong cả mùa giải năm ngoái và những giai đoạn đầu của mùa giải năm nay, Khánh Đang là một trong những vận động viên là điểm tựa cho các đồng đội về khả năng phòng thủ, xử lý bước một. Bên cạnh đó thì Khánh Đang còn có những tình huống cosplay truyền hai với những pha nhảy truyền, những đường truyền sau đầu cũng rất chất lượng. Mười bảy mười chín, khoảng cách giữa hai đội đang là 2 điểm. Đường truyền cho Bích Tuyền. Indonesia không cứu được bóng sau một cú đập với lực rất mạnh của Bích Tuyền. Đưa bóng ra biên. Tình huống kết thúc vừa rồi là của Acela.
18-20. Chắn bóng hay. Đường chắn bóng vừa rồi là của Tú Linh, lại là Megawati. Cơ hội ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tú Linh. Và kết thúc rất tốt của chủ công người Hà Tĩnh. Tiếng đánh biên thu của Tú Linh đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được điểm số thứ 21. Nó cũng có thể coi là một miếng đánh lao trồng lao của đội tuyển Việt Nam. Example Lượt hội ý time out 30 giây của Indonesia đã hết. Chúng ta đang dẫn trước đối thủ với khoảng cách 3 điểm. Bích Tuyền là người phát bóng ngay sau đây. Bóng trong sân. Điểm cho Indonesia. Ở trận này sau những lượt hội ý kỹ thuật hay những lượt time out, Indonesia rất hay có điểm. Họ có được sự điều chỉnh tốt sau những chỉ đạo từ phía ban huấn luyện. Indonesia có sự thay đổi. Megawati rời sân, Santi góp mặt. Tishia cũng được thay ra. Người vào sân là chuyền hai mang áo số 24, Aneta, chuyền hai sinh năm 2002. Ngay sau khi vào sân thì chuyền hai này đã phát bóng rút lưới. Đưa bóng ra biên, Santi. Khả năng bật nhảy vào đà rất đẹp mắt của Santi. Cầu thủ viên trẻ của Indonesia bật rất cao và thực hiện cú đánh cắm sàn. Thêm một điểm nữa được ghi cho đội tuyển Việt Nam, 23-20. Hướng xử lý bằng tay chiêu của Vi Thị Như Quỳnh. Rất nhiều lần Như Quỳnh đã có những cú đánh như thế này, không tấn công bằng tay thuận mà xử lý bóng bằng tay trái và ghi điểm. Đường chuyền cho Như Quỳnh. Bích Tuyền. Pha phối hợp không thành công giữa hai vận động viên của Ninh Bình. Lần này thì Trinh Nguyễn đóng vai truyền hai. Bích Tuyền có một cú đập trên chắn nhưng bóng ra ngoài khá xa. Hai mươi một, 23. Pha tấn công ghi điểm của Vi Thị Như Quỳnh. Bóng đã chạm cột anten và đó đương nhiên là một tình huống được tấn công, được tính là bóng ngoài. Bóng chạm cột anten sau khi chạm tay chắn của Indonesia. 3 set point cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền sau đầu, Santi. Bóng ngoài. Và đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Nhưng có lẽ Indonesia sẽ đưa ra khiếu nại để nuôi những hy vọng mong manh.
họ khiếu nại vì nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Khiếu nại không thành công của Indonesia, những hy vọng cuối cùng của họ trong set đấu thứ 3 cũng đã bị dập tắt. Hai đội sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi hướng tới set đấu thứ 4, và đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1. Set 3 là một set đấu căng thẳng hơn. Quý khán giả thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại để tiếp tục theo dõi những diễn biến ở set đấu thứ 4, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của chặng 2 CV League 2024. Chúng ta đang tạm dẫn đối thủ với tỷ số 2-1 sau khi giành chiến thắng ở set đấu thứ 3, set đấu mà đội tuyển Việt Nam đã tấn công tốt hơn hẳn khi Bích Tuyền góp mặt ở trên sân ngay từ đầu set. Đội tuyển Việt Nam có được 16 điểm tấn công, 1 điểm block, và đối thủ mang tới cho chúng ta 8 điểm vì lỗi của họ. Được chuyền cho Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam mở điểm. Thêm một tình huống mà Khánh Đang đã đóng vai chuyền 2 và có một pha phân phối bóng tương đối tốt cho Bích Tuyền. Trọng tài xác định bóng ngoài, 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội tấn công dành cho chúng ta. Lê Thanh Thúy và tấn công ở vị trí số 3. Khánh Đang không phòng thủ được chiếc cú đánh chéo sân tương đối khó của Megawati. Điểm cho đội tuyển Việt Nam. Trọng tài đã bắt lỗi Indonesia. Đường chuyền sau đầu. Và Rosario xác định rằng bóng đã chạm tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Tình huống chắn đôi của Tú Linh và Lê Thanh Thúy. Bích Tuyền không đánh bại được hai tay chắn của Indonesia. Và hợp bám chắn giữa Winda và Acela. Master block dành cho đội trưởng của Indonesia. Một pha đối mặt giữa hai đội trưởng của hai đội. Bích Tuyền. Indonesia đang bám chắn khá rát ở vị trí số 2. Và bọc lót tốt của Tú Linh.
Nhưng sau đó thì Indonesia vẫn có điểm với cú đánh chéo dài vừa rồi. Người kết thúc đường bóng này là Megawati. Ở chặng 2 thì phong độ của Megawati đã được cải thiện. Nguyễn Thị Trinh. Những miếng đánh ở vị trí số 3 của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đang là những pha phối hợp chưa thực sự đúng nhịp. Cả Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy hay Trà Giang đều chưa có được những pha kết thúc ở vị trí số 3 như mong đợi. Mặc dù cũng đã có những tình huống chúng ta tấn công ở vị trí này và có điểm. Lỗi bước 1 của Indonesia. Điểm A dành cho Bích Tuyền. Asela, Khánh đang phòng thủ hay. Tấn công hàng sau. Tình huống xử lý vừa rồi là của Vi Thị Như Quỳnh. Megawati đánh bóng ra ngoài nhưng trọng tài có lẽ là đã xác định rằng bóng chạm chắn của đội tuyển Việt Nam. Điểm A dành cho Asela. Tình huống phát bóng ăn điểm ngay của chủ công mang áo số 9. Tú Linh và tấn công ghi điểm của chủ công áo số 20. Và chúng ta đến với lượt technical timeout, hội ý kỹ thuật lần đầu trong trận đấu này. Đây cũng là trận đấu cuối cùng có những lượt hội ý kỹ thuật. Ở trận đấu thứ 5 của các trận thì sẽ không có những lượt technical timeout nữa. Dù cách biệt mới chỉ là 2 điểm ở thời điểm này, nhưng chúng tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc trận đấu ngay trong set đấu này để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tránh mất sức và chuẩn bị cho những lượt trận kế tiếp. Việc liên tục di chuyển qua những địa điểm khác nhau, từ Philippines tới Thượng Hải, Trung Quốc, trở về Vĩnh Phúc rồi lại sang Thái Lan, cũng khiến cho các vận động viên của chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh thói quen của mình, cũng như là làm quen với khí hậu của từng địa điểm thi đấu. Nhiều vị trí cũng đã không đạt được phong độ tốt nhất vì yếu tố kể trên. 2 năm gần đây thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta thi đấu rất nhiều mặt trận khác nhau. Việc cọ sát nhiều cũng mang tới cho chúng ta thêm nhiều kinh nghiệm. Và việc được thi đấu ở những sân chơi lớn cũng luôn là những bài học bổ ích cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đương nhiên nó cũng sẽ có những mặt trái khi các vận động viên phải thi đấu với một mật độ thi đấu dày đặc, thì thể lực của họ sẽ bị ảnh hưởng. Và đương nhiên không phải giải đấu nào thì các vận động viên cũng đạt được điểm rơi phong độ như mong muốn. Nguyễn Thị Trinh vừa có một pha tấn công chất lượng ở vị trí số 3. Vi Thị Như Quỳnh hàng sau. Điểm block dành cho Indonesia. Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào lúc 18 giờ sẽ diễn ra cặp đấu giữa Thái Lan và Philippines. Và đương nhiên trận đấu này quý vị cũng có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trong các sự kiện bóng chuyền được tường thuật trực tiếp
trên các nền tảng của VTV Cup, chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của rất đông đảo các khán giả ở lượt đấu đầu tiên chạm 1 CBX năm nay. Mặc dù các luồng livestream đã được chia ra thành rất nhiều kênh, nhưng mỗi kênh phát sóng đều có được sự quan tâm rất lớn của các khán giả. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả quý khán giả, những người hâm mộ đã luôn đồng hành, theo dõi, quan tâm và ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như nền bóng chuyền nước nhà và các chương trình thể thao được phát sóng trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Tỷ số của set đấu thứ tư đang là 9-11. Chúng ta đang có lợi thế 2 điểm. Và kết thúc không thể ngăn cản của Bích Tuyền. Những đánh chiến thuật hay của đội tuyển Việt Nam. Đường truyền cho Bích Tuyền, bỏ nhỏ. Pha xử lý rất tinh quái của Bích Tuyền. Một cú chạm bóng tinh tế để lại bỏ hai tay chắn của Indonesia. Một trong những vấn đề lớn nhất với Bích Tuyền là vấn đề tâm lý. Nếu vượt qua được vấn đề này, Bích Tuyền sẽ là một trong những mũi công vô cùng lợi hại. Không chỉ là cây ghi điểm nhiều nhất ở chặng 1 CV League, mà hiệu suất tấn công ăn điểm của Bích Tuyền cũng là một con số cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Ở phía bên kia thì Indonesia đang trông chờ rất nhiều vào Megawati. Bích Tuyền cú đánh bạt chắn với lực rất mạnh của chủ công người Vĩnh Long. 14-10 cho đội tuyển Việt Nam. Ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Philippines cũng vào khung giờ 15 giờ. Và quý vị cũng lưu ý khung giờ này để đồng hành và cổ vũ đội tuyển của chúng ta nhé. Trận đấu cũng sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh Osport cùng với các nền tảng mạng xã hội như các kênh fanpage, kênh YouTube và ứng dụng On Plus của VTV Cup. Cú đánh đưa bóng ra ngoài sân của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh là vận động viên quê Đắk Lắk. Vị trí sở trường là phụ công, nhưng cũng có thời điểm cô đã phải chuyển sang thi đấu ở vị trí chủ công khi đội bóng thiếu nhân sự ở vị trí này. Bích Tuyền. Điểm block dành cho Acela. Tình huống phát bóng rút lưới của Megawati. Một trong những trận đấu Megawati thi đấu hay nhất mà chúng tôi còn nhớ đó chính là SEA Games tại Campuchia, nơi mà Indonesia đã kéo được đội tuyển Việt Nam vào set đấu thứ 5. Họ tạo ra rất nhiều khó khăn cho chúng ta ở trận đấu đó, nhưng sau cùng thì Thanh Thúy và các đồng đội vẫn là những người giành chiến thắng. Nhìn chung thì trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Thái Lan luôn giữ được vị trí độc tôn với bóng chuyền nữ trong khu vực. Việt Nam thì đứng ở vị trí thứ 2, Indonesia xếp thứ 3 và Philippines cũng là một trong những đội bóng nhen nhóm có khả năng cạnh tranh huy chương. Năm nay sau những chuyến tập huấn, trong đó có việc được tập huấn 2 tuần tại Nhật Bản, tuyển Philippines cũng đã tiến bộ khá nhiều. Họ chia sẻ rằng CV League là giải đấu để họ có sự chuẩn bị tốt hướng tới SEA Games năm sau. Dần lên.
Pha tấn công rất ấn tượng của Megawati. Đội chuyền sinh năm 1999 này có chiều cao 1m83 với sức bật 2m95. Cú đánh bóng trong sân của Vi Thị Như Quỳnh, khoảng cách 2 điểm vẫn được duy trì cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống tấn công lọt chắn của Như Quỳnh. Hàng sau. Như Quỳnh tiếp tục có thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam. 18-15. Lê Thanh Thúy vừa góp công với một tình huống block ghi điểm. Và kết thúc của Megawati. Đội chuyền mang áo số 8 vẫn đang là người tấn công ghi được nhiều điểm bên phía Indonesia, cú công lợi hại nhất của họ. Điểm thứ 20 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đổi vào điểm cho Indonesia. Và di chuyển tấn công chiến thuật của Megawati. Trận này thì Indonesia dựa dẫm rất nhiều vào khả năng tấn công của đối chuyền mang áo số 8. Nhưng rõ ràng là họ đã chơi tốt hơn so với chặng 1 CV-League năm nay. Điểm block dành cho Indonesia. Master block và 18-20. Liên tục mất điểm và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã buộc phải gọi time out. Vào căng lên cho nó giữ lại. Điền chú ý xử lý nha. Đây bên này có thể nhận đá của lên đấy. Ủa, 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 Hai,
Pha xử lý hay của Bích Tuyền. Một pha chạm bóng với độ tinh tế rất cao của đối chuyền người Vĩnh Long. Pha bóng này thì ba tay chắn áo đỏ đã nhảy lên bên kia lưới, nhưng Bích Tuyền xử lý khôn ngoan và giúp cho đội tuyển Việt Nam có điểm thứ 21. Arcella Khánh đang cứu được bóng. Bích Tuyền, điểm block dành cho Indonesia. 19-21. Huấn luyện viên Chamnan Dokmai dường như đang rất tự hào về những gì mà các học trò của ông làm được ở trận này. Trước đó tại trận 1 ở Vĩnh Phúc thì Indonesia không có bất cứ một set nào ghi được tới 20 điểm trước đội tuyển Việt Nam, và họ thua nhanh sau 3 set. Tiếp tục là một điểm block nữa dành cho đoàn quân áo đỏ. 20-21. Nếu chúng ta tấn công dựa dẫm nhiều vào Bích Tuyền thì cũng rất dễ bị đối thủ bắt bài. Nhưng để có được nhiều miếng đánh đa dạng hơn thì đội tuyển Việt Nam lại cần phải xử lý bước một tốt hơn nữa. Đường chuyền cho Bích Tuyền. Trọng tài xác định điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 22-20. Nguyệt Anh trở lại sân. Nguyệt Anh là chủ công có khả năng phát bóng tốt trong trận đấu tại trận 1 SEA League. Nguyệt Anh vào sân từ băng ghế dự bị và cũng có 2 điểm ace liên tiếp để giúp cho đội tuyển Việt Nam thắng set. Trọng tài bắt lỗi hai chạm với các cô gái Indonesia. 23-20. Và Indonesia gọi time out. Đến gần hơn với chiến thắng chung cuộc ở trận này. 4 match point dành cho đội bóng của chúng ta sau cú block này của Trinh Nguyễn. 24-20. Arcella. Trọng tài xác định bóng đã chạm cột anten sau khi chạm tay Bích Tuyền. Indonesia cứu được một match point, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn 3 cơ hội liên tiếp ở phía trước để có thể kết thúc trận đấu này sau 3 set, chính xác là sau 4 set. 21-24. Pha tấn công ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh và trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu khó khăn hơn so với chúng ta tưởng tượng sau những gì diễn ra ở Vĩnh Phúc. Nhưng ngày hôm nay thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có thêm những sự thử nghiệm khi tung vào sân nhiều cầu thủ đã không có được nhiều thời gian góp mặt trên sân tại trạng 1. Chúng ta vẫn có được chiến thắng trước Indonesia loạt trận mở màn để có một sự chuẩn bị tốt cho trạng 2 SEA League 2024.